cách lọc sạch phổi trong 3 ngày, làm tới đâu sạch tới đó, sống thọ 100 tuổi, cả đời khỏi lo bệnh tật. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác có để ý, thời gian gần đây, năm nào cũng đều xảy ra một đợt ô nhiễm không khí không? Có khi chỉ ở nhà thôi mà cũng hít phải luồng khí có chứa bụi bẩn cùng khí thải xe cộ. Lâu dần nó sẽ tích tụ lại và dẫn đến những tổn thương cho phổi, gây ra các bệnh như là suy hô hấp, phổi tắc nghẽn mãn tính, hay thậm chí chỉ cần thay đổi thời tiết là cô bác đã có thể bị viêm đường hô hấp rồi. Do đó trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với cô bác một phương pháp cực kỳ đơn giản có thể lọc sạch phổi tại nhà chỉ sau 3 ngày. Nhà cô bác nào có ông xã hút thuốc lá lâu năm thì chỉ cần áp dụng theo cách này là phổi sạch bong, hơi thở thông thoáng, dễ chịu, tránh được các bệnh mãn tính tại phổi cô bác nhé. Bí quyết mà tôi muốn chia sẻ với cô bác ở đây đó là mình sẽ pha một loại thức uống lọc sạch phổi nhưng không hề khó uống mà lại cực kỳ thơm ngon và dễ uống đấy cô bác. Về nguyên liệu, cô bác chỉ cần chuẩn bị 4 lạng tỏi bóc vỏ đem rửa sạch, 1 miếng gừng tươi, 2 thìa cà phê bột nghệ, 1 lạng đường nâu và 1 lít nước. Cô bác nào không có bột nghệ thì mình có thể sử dụng nghệ tươi giã nát ra rồi vắt lấy nước cô bác nhé. Đây toàn là những nguyên liệu dễ kiếm, rẻ tiền, phải không nào cô bác? Sau khi đã chuẩn bị được đầy đủ nguyên liệu rồi thì cô bác cùng bắt tay và làm thôi. Trước tiên, mình cho đường nâu cùng với nước vào trong nồi, bắc lên bếp và đun sôi lên. Khi nước sôi thì cô bác cho thêm tỏi, gừng vào, cuối cùng thì cho bột nghệ. Sau đó cô bác vặn nhỏ lửa xuống, đun đến khi nào nước trong nồi cạn chỉ còn một nửa thì cô bác tắt bếp đi. Đợi khi nào nước nguội hoàn toàn thì cô bác mới cho vào bảo quản trong tủ lạnh nhé. Mỗi ngày cô bác chỉ cần uống 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Buổi sáng thì cô bác có thể uống ngay sau khi mình vừa thức dậy, sau đó mới ăn sáng. Còn buổi tối thì mình ăn cơm xong khoảng 2 tiếng là mình lấy ra uống rồi. Mỗi lần cô bác uống giúp tôi 2 muỗng canh, áp dụng trong vòng 3 ngày, cô bác sẽ thấy rằng cơ thể của mình có thể thay đổi rõ rệt. Nếu như cô bác cho ông xã nhà mình uống thì mình duy trì uống trong 2 tuần liên tiếp. Nhờ đó phổi sẽ có thể lọc sạch các tác hại của thuốc lá cô bác nhé. Bây giờ tôi sẽ lý giải tại sao công thức này lại giúp cho cô bác lọc sạch phổi nhé. Trước tiên đó là củ tỏi. Tỏi không chỉ là một loại củ gia vị giúp cho món ăn có một mùi hương hấp dẫn và thơm ngon hơn, mà từ xa xưa nó đã được coi là một vị thuốc quý đấy cô bác. Nhất là với các chứng bệnh về hô hấp như là cảm, viêm họng, ho, nghẹt mũi và sổ mũi. Bởi vì tỏi có chứa nhiều hoạt chất kháng sinh tự nhiên, chính là allicin. Mỗi lần cô bác bị viêm thì thường được kê thuốc kháng sinh để ức chế các vi khuẩn gây hại, từ đó cải thiện các triệu chứng của tình trạng viêm nhiễm đấy cô bác. Mà trong tỏi có chứa nhiều chất này, điều đặc biệt là nó an toàn, lành tính với cơ thể của chúng ta. Chất kháng sinh có trong tỏi sẽ chống lại quá trình nhiễm khuẩn và giảm viêm cho phổi, nghĩa là khắc phục hậu quả để lại do các tạp chất, bụi bẩn và khí thải xâm nhập vào trong phổi. Bên cạnh đó thì tỏi cũng có đặc tính chống oxy hóa cao nên sẽ góp phần loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể, từ đó giúp cho cô bác phòng tránh nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi nhé. Tiếp theo là gừng. Gừng cũng là một nguyên liệu trong các bài thuốc chữa bệnh về hô hấp, từ thuốc dân gian, đông y lẫn cả tây y. Bởi vì gừng có đặc tính chống viêm nên sẽ giúp loại bỏ các tác nhân gây viêm ra khỏi đường hô hấp như là bụi bẩn, khí độc và các loại vi khuẩn gây hại. Bên cạnh đó, gừng cũng giúp cho cô bác khai thông đường thở, làm giảm tắc nghẽn cho phổi cô bác nhé. Nguyên liệu thứ ba đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công thức này đó chính là nghệ. Hầu hết cô bác ở đây chỉ biết đến công dụng chữa bệnh dạ dày của nghệ mà không hay biết về tác dụng với hệ hô hấp, nhất là đối với phổi của chúng ta. Hợp chất curcumin có trong nghệ không chỉ chữa được viêm loét dạ dày mà còn có khả năng làm sạch phổi và giải độc cho toàn bộ cơ thể đấy cô bác. Không những vậy, thành phần của nghệ còn có chứa nhiều các chất chống oxy hóa, vitamin C, vitamin E và vitamin K. Đây đều là những dưỡng chất tham gia vào quá trình thanh lọc cơ thể và đào thải độc tố ra bên ngoài. Khi cô bác thêm vào công thức này, nghệ được dùng chung với tỏi và gừng thì công dụng của nó sẽ càng được tăng cường hơn. Ngoài ra, nghệ cũng có tính năng sát trùng, diệt khuẩn, chống lại virus gây hại, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm và tăng cường hệ miễn dịch, nên sẽ giúp cho cô bác phòng tránh các tổn thương tại phổi cô bác nhé. Như vậy là cả 3 nguyên liệu này kết hợp với nhau thì phổi của mình có thể làm sạch nhanh hơn gấp mấy lần và chức năng hoạt động cũng được cải thiện
và nâng cao đến mấy lần, phải không nào cô bác? Bên cạnh đó, những cô bác nào ngại đun nấu thì có thể áp dụng một trong những mẹo đơn giản sau đây để mình lọc sạch phổi ngay tại nhà cô bác nhé. Thứ nhất là mình kiểm soát cơn ho. Nhiều cô bác cảm thấy khó chịu mỗi khi lên cơn ho, thậm chí là ho liên tục, ho quá nhiều có thể khiến cho cơ thể mất sức, trở nên mệt mỏi. Vì vậy, nhiều khi cô bác còn cố gắng kiềm chế lại, cố gắng không ho. Tuy nhiên, đây cũng là phản ứng tự nhiên để cơ thể mình có thể thải sạch độc tố trong hệ hô hấp của bác nhé. Nếu cô bác kìm hãm nó, thì các độc tố sẽ ở lại trong cơ thể và gây hại cho các cơ quan thuộc hệ hô hấp của chúng ta. Do đó, cô bác vẫn nên thuận theo tự nhiên. Nhưng thay vì mình ho theo bản năng, thì mình học cách kiểm soát cơn ho để giảm bớt chất nhầy dư thừa trong phổi và đẩy ra bên ngoài thông qua đường thở của bác nhé. Cô bác hãy ngồi xuống ghế, thả lỏng hai vai, giữ cho hai chân bằng phẳng ở trên sàn, hai tay khoanh trên bụng. Tiếp theo, cô bác hít vào từ từ bằng mũi, rồi thở ra từ từ, đồng thời đổ người về phía trước, hai cánh tay đẩy ngược về phía bụng, ấn vào bụng. Sau đó cô bác ho 2 đến 3 lần trong lúc thở ra. Và lưu ý là lúc này cô bác cần mở miệng để có thể tống khứ chất nhầy ra bên ngoài nhé. Cuối cùng, cô bác có thể nghỉ ngơi. Nếu cảm thấy vẫn còn sót dịch nhầy thì mình làm thêm một lần nữa, cô bác nhé. Phương pháp thứ hai là mình tiến hành xông hơi để làm sạch phổi. Phương pháp xông hơi có thể giúp cho cô bác cải thiện các triệu chứng như là nghẹt mũi, khó thở, đặc biệt là làm giảm chất nhầy có trong phổi của chúng ta. Tầm này là đầu của mùa đông, không khí khá là hanh khô nên các triệu chứng của cô bác có thể trở nên nghiêm trọng hơn và cũng kéo dài lâu hơn nữa. Bởi vì không khí lạnh và khô sẽ khiến cho màng nhầy trong đường thở bị khô kết lại, từ đó hạn chế lưu lượng máu cũng như cản trở quá trình hít thở. Chính vì vậy, khi mình dùng hơi nước nóng và ấm thì sẽ bổ sung độ ẩm cho đường thở, làm ẩm khoang mũi và khoang miệng. Các chất nhầy có trong đường thở và tồn tại sâu bên trong phổi sẽ được làm loãng ra, từ đó có thể dễ dàng đẩy ra bên ngoài, đồng thời giúp cho cô bác hít thở dễ dàng, thoải mái hơn. Để làm tăng hiệu quả của phương pháp này thì cô bác có thể cho thêm vài lá bạc hà tươi hoặc nhỏ tinh dầu bạc hà vào trong chậu nước. Sau đó cô bác chùm khăn kín đầu và hít thở làn hơi nóng này cô bác nhé. Phương pháp thứ ba giúp làm sạch phổi nhanh chóng đó chính là tập thể dục. Chắc hẳn cô bác đều biết tập thể dục có lợi cho sức khỏe rồi, có đúng không nào? Tuy nhiên, đa số cô bác đều cho rằng nó chỉ tốt cho cơ bắp chân tay là chủ yếu thôi, chứ không nghĩ rằng nó lại có thể cải thiện sức khỏe của hệ hô hấp. Cô bác cứ để ý mà xem, khi cô bác tập thể dục thì các cơ sẽ vận động nhiều hơn, máu lưu thông tốt hơn, khiến cho nhịp thở của mình tăng lên. Và kết quả là cơ bắp sẽ được cung cấp nhiều oxy hơn. Thở nhiều hơn không phải do mệt mà là vì đáp ứng với quá trình vận động của các múi cơ. Lúc này, hơi thở của chúng ta sẽ dài hơn, hít sâu hơn và thở ra nhiều hơn. Điều này còn giúp cho cơ thể của chúng ta loại bỏ khí carbonic dư thừa ra bên ngoài một cách dễ dàng, tránh tích tụ quá nhiều khí cặn ở trong phổi. Cô bác nào bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, xơ nang hoặc hen suyễn hay có bất cứ vấn đề gì về phổi thì nên hỏi ý kiến của bác sĩ để chọn ra hình thức tập luyện phù hợp nhé. Song song với việc lọc sạch phổi thường xuyên thì cô bác cần phải chủ động bảo vệ phổi của mình cũng như toàn bộ hệ hô hấp. Dù sao thì mình phòng tránh vẫn hơn mà, phải không nào cô bác? Vừa tiết kiệm lại còn đỡ hại người. Thế nên để không phải lọc phổi liên tục thì cô bác duy trì giúp tôi 3 thói quen này mỗi ngày cô bác nhé. Thứ nhất là uống nhiều nước và uống nước ấm. Uống ít nước cũng chính là một nguyên nhân khiến cho cô bác dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Nước không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể như là chống đông máu, thúc đẩy trao đổi chất mà còn góp phần đào thải độc tố, mang độc tố ra bên ngoài cơ thể và tăng cường chức năng của phổi. Uống nước có thể giúp làm loãng chất nhầy do phổi tạo ra, tạo điều kiện cho quá trình hô hấp diễn ra dễ dàng hơn. Cô bác cứ để ý, mỗi lúc trái gió trở trời mà bị viêm họng, ho, sổ mũi thì chỉ cần uống nhiều nước thôi là cô bác sẽ khỏi nhanh hơn so với bình thường. Chưa kể, vùng cổ họng chính là nơi thực hiện chức năng nuốt nước vào trong cơ thể của chúng ta, tiếp xúc trực tiếp với nước. Do đó, khi cô bác uống nước ấm thì sẽ làm giãn mạch máu, giúp cho máu ở cổ họng lưu thông được tốt hơn. Các niêm mạc vùng hầu họng hoạt động hiệu quả hơn, từ đó giúp nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, chống lại nguy cơ xâm nhập của các tác nhân gây hại từ môi trường. Ngoài ra, khi uống nước ấm thì nhiệt độ của nước sẽ làm cơ thể ấm dần lên, giúp cho quá trình lưu thông máu, trao đổi chất
bên trong cơ thể diễn ra thuận lợi hơn của bác nhé. Thứ hai là thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, phòng ốc. Nhiều cô bác vì quá bận rộn nên không thể nào dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày, thậm chí cả tháng mới dọn được vài ba lần. Điều này vô tình sẽ tạo điều kiện cho bụi bẩn tích tụ lại và vi khuẩn tìm đến, sinh sôi. Sàn nhà chính là nơi tích tụ bụi bẩn, đất cát, thậm chí là thức ăn vương vãi, từ đó sinh ra vi khuẩn, virus gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần làm vệ sinh sạch sẽ thường xuyên. Trong nhà có ai mà có hệ miễn dịch kém hay ốm đau bệnh tật và mắc các bệnh về hô hấp, dị ứng thì càng phải dọn dẹp nhiều hơn. Thông thường, cô bác hãy sắp xếp thời gian hút bụi và lau nhà thường xuyên mỗi ngày một lần, giúp cho sàn nhà luôn là nơi sạch sẽ và dễ dàng, thoải mái cho mọi người đi lại ở trong nhà. Nếu gia đình nhà mình ở chung cư cao tầng, cách xa khu vực ô nhiễm thì có thể cách 2 đến 3 ngày cô bác lại lau dọn một lần cũng được. Còn nếu nhà của mình ở mặt đường lớn hay gần khu vực đang xây dựng, nhà có trẻ nhỏ thì cần vệ sinh sàn nhà 2 đến 3 lần mỗi ngày cô bác nhé. Và thói quen thứ 3 cần phải thực hiện mỗi ngày để bảo vệ cho phổi, đó chính là cười. Từ thời xa xưa, ông bà nhà mình vẫn ví một nụ cười hơn 10 thang thuốc bổ, có đúng không nào cô bác? Ý muốn nói chính là tinh thần lạc quan sẽ giúp cho cô bác tránh xa bệnh tật, có bệnh thì sẽ mau chóng khỏi bệnh. Còn cười ở đây là cười theo đúng nghĩa đen của bác nhé. Cười chính là một bài tập tuyệt vời để vận động cơ bụng và tăng dung tích của phổi, đồng thời giúp làm sạch phổi bằng cách đẩy lượng không khí cũ ra bên ngoài để không khí trong lành đi vào trong phổi nhiều hơn. Thông thường khi thở thì cô bác để ý sẽ thấy rằng hơi thở của mình rất nông. Việc cười thoải mái, cười to sẽ làm phổi thở ra liên tục và có tác dụng làm sạch đường thở, đẩy các khí độc ra khỏi cơ thể. Tiếp theo là hít vào sâu, làm tăng tính đàn hồi của nhu mô và các tiểu phế quản. Oxy được đưa vào trong cơ thể, chống hiện tượng xơ dính các tổ chức kẽ và màng phổi của bác nhé. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ, đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh suy nghĩ, lo lắng. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt, kết hợp với việc ăn uống điều độ, đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.